lần nào ra bác cũng cho ấy. Mình có lần mình cho, có lần mình trả cho thôi. Chuyển tiền thế là Tết thì là chuyển. Ừ thì đúng ra là mình thật ra thì anh chị em thì chả giàu nghèo gì, cái thứ 1-200 một đứa thì, nhưng mà thành đúng ra gọi là ra chơi, gọi là nếu có ăn thì gọi con gọi cháu và ăn cơm, thế là có hay là về có mua cháu cái quả cái bánh cái kẹo cái gì thì thế là thôi, người ta cứ cho tiền một năm về được 4-5 lần, lần nào cũng cho mình đúng không ạ? Đúng rồi, có khi cái lúc mình có bác trả về, cái lúc mình chả có nghìn mẹ nào thì mẹ về, nó là như thế.